Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Vâng, thưa quý khách hàng và thưa các bạn, sau tất cả, nghị định 116, Hilux đã quay trở lại. Và lần này, Hilux mang đến cho chúng ta một phiên bản mới, Hilux 2.8G phiên bản Platinum, đứng kế bên Đạt đây. Và ngày hôm nay, Đạt sẽ giới thiệu mẫu xe này tới quý khách hàng và các bạn nhé. Xin mời quý khách hàng và các bạn cùng đi theo Đạt. Các bạn, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Toyota Hilux đã mang một cái vẻ bề ngoài rất là cuốn hút, rất là mạnh mẽ, rất ngầu nhưng cũng không kém phần sang trọng các bạn ha. Ở đây mình có mặt ga lăng được thiết kế mới hình lục giác, được sơn màu đen bóng ở mặt lưới tản nhiệt phía trước, đi kèm với cái bộ viền mạc chrome ở đây rất nổi bật các bạn ha. Và nguyên phần cản trước này được thiết kế mới dạng khối hợp 3D nhé các bạn. Và đồng thời tích hợp luôn đèn sương mù với hốc đèn mạ chrome và một cái viền khí đồng học màu đen ở đây, rất cá tính, rất ấn tượng nhé các bạn. Và phía trong đèn sương mù này Đạt cũng giới thiệu luôn, đó chính là đèn sương mù được tích hợp công nghệ LED nhé các bạn. Và đây là hệ thống đèn pha với dải đèn LED ban ngày được tích hợp ở đây nhé các bạn. Và hệ thống đèn chiếu gần sử dụng công nghệ LED cho ra ánh sáng trắng nha các bạn. Và cái thiết kế này nó mang một cái hơi hướng rất hiện đại, rất ngầu, nó rất cá tính nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ cùng tìm hiểu phần hông xe có gì mới nha các bạn ha. Ok các bạn, ở phần phía hông xe của mẫu xe Toyota Hilux này, ấn tượng nhất đó chính là phần mâm xe. Thì mâm xe này được thiết kế hoàn toàn mới nha các bạn, với kích thước là 18 inch thay vì 17 inch như thế hệ trước đây. Và bộ mâm này có thiết kế 5 chấu to bản với công nghệ phay CNC đây, mang đến một cái nét rất là ngầu, rất là cá tính, nhưng cũng không kém phần sang trọng với cái bộ mâm này. Thì với cái bộ mâm 18 inch này thì các bạn có thể trông thấy cái kích thước lớp nó sẽ to hơn so với thế hệ trước. Và như vậy khi sử dụng cái mẫu xe Toyota Hilux này, khi các bạn lưu thông ngoài đường thì với cái bộ mâm này nó sẽ mang đến một cái nét cá tính, một cái nét đặc trưng riêng rất là ngầu. Và tiếp theo mình cùng khám phá xem là phía hông xe có điểm gì tiếp tục nổi bật nhé các bạn. Tiếp tục ở phần hông xe này thì mình có phần gương chiếu hậu. Thì phần gương chiếu hậu này tích hợp đầy đủ các cái công nghệ gạch điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ dạng LED ở đây. Và một cái điểm khác biệt là cái phần chụp gương chiếu hậu này các bạn là được mạ chrome sáng bóng luôn các bạn ha. Nó giúp cho cái xe này nó rất là ấn tượng khi các bạn di chuyển ngoài đường. Và ở đây phía dưới này đó chính là logo Toyota Hilux được mạ chrome sáng bóng, rất là khẳng định cái thương hiệu của mẫu Hilux này nha các bạn. Bốn cánh tay cửa của mẫu Toyota Hilux đều được mạ chrome hết nhé các bạn. Và một cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà Đạt thấy rất là hay và thường xuất hiện trên những mẫu xe sang, đó chính là cái chân kiến, cái chân viếng viền mạ chân kiến ở đây. Tuy là một dòng xe bán tải thôi nhưng Toyota đã trang bị cái viền chân kiến mạ chrome đây các bạn nha. Tuy rất là nhỏ nhưng mà nó là một cái điểm nhấn và một cái chút gì tinh tế đầu tư cho mẫu xe này của Toyota nhé các bạn. Và tiếp theo nữa đây các bạn thấy gì đây không? Đó chính là thằng trắng thùng xe ở phía sau này, nó sẽ tạo thành một cái độ liên lạc giữa khoang hành khách và khoang thùng xe để giúp cho cái xe này nó liền mạch hơn và nó có nét thể thao hơn, đẹp hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Đó chính là thân chống thùng xe được trang bị nguyên bản luôn nhé các bạn. Cái này là nguyên bản theo xe chứ không phải là accessory gắn thêm nha các bạn. Và tiếp theo nữa mình sẽ tìm hiểu phần phía sau xe. Ok các bạn, Đạt muốn giới thiệu đây đó chính là phần cản sau. Thì cản sau được mạ chrome ở hai bên với thiết kế 3D nhô ra rất là ấn tượng. Và ở đây các bạn thấy cái phần ốp cản phía dưới này, tuy một chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà nó mang đến cái sự khỏe khoắn và cái điểm nhấn cực kỳ thể thao của cái mẫu xe Toyota Hilux này. Và tiếp theo nữa thì ở đây mình có logo Platinum
phiên bản cao cấp nhất nhé các bạn, phiên bản Platinum. Và tất cả các cái thanh nắm cửa ở đây, kể cả thanh nắm phía sau đều được mạ chrome hết nhé các bạn. Và đèn báo phanh thứ ba này được tích hợp ngay trên cửa mở phía sau của thùng xe luôn nhé các bạn, để phòng trường hợp khi các bạn nếu mà chở những cái vật cao á thì nó sẽ không bị khuất cái đèn báo phanh thứ ba này. Và ở đây riêng với phiên bản Platinum thì có sẵn cái bộ viền ốp inox ở đây trang trí cho cái đèn báo phanh này, rất là đẹp, rất là sang trọng, tinh tế nhé các bạn. Đây các bạn, ở đây cái phần mở cửa ở cái thùng hàng phía sau này nó rất nhẹ nhàng, ngay cả một người phụ nữ chân yếu tay mềm cũng thể dễ dàng mở ra hoặc là đóng lại cái khoang này nhé các bạn. Toyota Hilux có một khoang chứa hàng rất là lớn, với kích thước lớn, thiết kế cho cái việc xếp dỡ hàng hóa rất là thuận tiện. Ở đây thì Toyota trang bị sẵn những cái móc ở hai bên thùng này để thuận tiện cho việc xếp cũng như là buộc chặt các cái hàng hóa khi mà các bạn xếp dỡ lên trên cái khoang chở hàng này nhé các bạn. Ok các bạn, đây chính là phần chìa khóa của chiếc Toyota Hilux mới. Thì phía đằng sau nó có cái logo hình Hilux rất là đẹp các bạn ha. Và phía đằng trước này thì mà mình có logo Toyota, cũng như cái thiết kế của mới của cái chìa khóa này. Riêng cái chìa khóa này mình thấy cái mức độ hoàn thiện sản phẩm nè, cũng như cái độ sắc sảo rất là ấn tượng các bạn. Bây giờ mình cùng nhau khám phá cái phần nội thất nha các bạn. Bấm nút mở. Ok, đây là chính là phần chìa khóa thông minh. Thì trên cái phần tay nắm cửa này là mạ chrome các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ có cái nút ấn. Thì thay vì mình bấm như lúc nãy đặt bấm đây, thì mình có thể ấn để lock cửa, và cũng có thể ấn đây để mở cửa các bạn ha. Và đây chính là phần nội thất của chiếc Toyota Hilux. Khi mà ngồi vào khoang lái của mẫu xe Toyota Hilux này thì không riêng gì là đạt, mà ngay cả quý khách hàng hãy ngồi lên thử mẫu xe Hilux phiên bản Platinum này, thì quý khách hàng và các bạn sẽ cảm nhận thấy một cái không gian, nó không phải là một dòng xe bán tải nữa, nó mang đẳng cấp của một dòng xe sedan sang trọng với những cái chất liệu hoàn toàn ở đây, ví dụ như là ghế da. Ghế da thì cái mức độ hoàn thiện của sản phẩm rất là đẹp, với cái những cái đường chỉ mây rất là đẹp, rất là tinh tế. Và da ở đây là da đục lỗ luôn nhé các bạn. Nó mang đến cái sự thoáng mát cho quý khách hàng và các bạn khi sử dụng cái mẫu xe này. Thì bây giờ Đạt sẽ cùng quý khách hàng và các bạn khám phá chi tiết kỹ của cái phần nội thất này nhé các bạn. Nói thêm về phần ghế một xíu. Ghế lái này được trang bị là ghế chỉnh điện 8 hướng nhé các bạn. Ok các bạn, đây chính là phần vô lăng của chiếc Toyota Hilux các bạn ha. Như các bạn đang thấy ở đây nè, cái phần vô lăng ở đây là bọc da với những cái đường chỉ khâu ở đây rất là đẹp, rất là tinh tế và ấn tượng các bạn nhé. Thì trên cái phần vô lăng này là vô lăng 4 chấu và trông rất là khỏe khoắn và cá tính. Thì ở bên phía tay trái này mình có những cái cụm phím điều khiển hệ thống âm thanh lớn nhỏ, bắt máy và tắt máy, kết nối Bluetooth các bạn ha. Và bên phía tay phải này mình có cụm phím điều khiển màn hình đa thông tin. Và phía dưới này có một cái điểm rất mới, một tính năng mới được nâng cấp, đó chính là hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, hay còn gọi là hệ thống ga tự động khi các bạn đi đường cao tốc các bạn ha. Ở đây thì mình có công tắc Cruise Control ở phía này, và bây giờ mình cùng ấn nút lên. Wow, rất đẹp, rất ấn tượng các bạn nhé. Thì khi khởi động lên này các bạn, thì một cái logo, một cái đoạn chào mừng rất là ấn tượng các bạn ha. Hình xe Hilux rất đẹp. Ở đây thì mình có phần màn hình hiển thị chính giữa này các bạn ha. Ở đây thì là màn hình hiển thị đa thông tin. Nó hiển thị những cái thông tin của chiếc xe này lên các bạn nha. Tốc độ nhiên liệu trung bình. Rồi đồng thời nó hiện luôn cả cái phần radio FM, những cái thông tin ở đây luôn các bạn. Đây là phần một tin nhắn cảnh báo. Và ở đây là phần cài đặt các bạn ha.
Và các bạn để ý này, ở cái đồng hồ tốc độ động cơ cũng như là đồng hồ tốc độ xe ở cái phiên bản này được thiết kế mới rất là thể thao, rất là ấn tượng ha các bạn ha. Tiếp theo bên hông thì mình có màn hình DVD, và cũng chia sẻ luôn với các bạn là cái màn hình DVD này là màn hình zin nguyên bản nha các bạn, tức là màn hình từ trong thiết kế chứ không phải là của một đối tác thứ ba, ví dụ như là Pioneer hay là JVC ở những cái dòng xe khác các bạn ha. Cho nên các bạn thấy cái màn hình này rất là to, với những cái phím ở đây là điều khiển bằng cảm ứng hết các bạn, rất là nhạy. Với cái màn hình DVD này thì nó sẽ tích hợp sẵn camera có nhé các bạn. Bây giờ thì Đạt sẽ gài thử camera đây các bạn. Wow, camera này là camera góc rộng nha các bạn, rất là đẹp. Camera này cực kỳ sắc nét luôn nha các bạn. Tiếp theo ở bên phía dưới này thì mình có hệ thống điều hòa, và hệ thống điều hòa ở đây chính là hệ thống điều hòa tự động. Thì bây giờ mình sẽ bật cái hệ thống điều hòa lên. Ok các bạn, thì ở đây thì mình sẽ có hệ thống điều hòa các bạn ha, với một màn hình hiển thị chính giữa đây và cái cụm phím bấm. Thì cái hệ thống điều hòa thì cũng giống như trên những cái mẫu xe Camry hay là Altis mà trước đây đã từng giới thiệu nha các bạn. Và bên hông này chính là nút gài cầu điện. Thì với cái nút gài cầu điện này thì nó sẽ có 3 chế độ nha các bạn. Chế độ H2 có nghĩa là chế độ chạy ở tốc độ cao, dẫn động cầu sau các bạn nhé. Và khi các bạn chạy qua, bật qua chế độ H4 có nghĩa là lúc này thì cầu trước đã được kích hoạt và vẫn được duy trì ở tốc độ cao. Tuy nhiên khi mà xe các bạn xe lầy và các bạn muốn xe mình thật sự mạnh mẽ và kích hoạt luôn cả cầu trước và cầu sau thì mình ấn vào đây thì mình sẽ có chế độ L4. Tiếp theo ở phía dưới này thì mình sẽ có 3 cụm phím. Thì cái phím đầu tiên ở đây đó chính là phím khóa vi sai cầu sau. Thì Đạt sẽ giải thích rõ hơn. Thì với cái vi khi các bạn ấn phím này thì vi sai cầu sau sẽ được khóa các bạn nhé. Và kế bên cái phím vi sai cầu sau này thì các bạn có chữ DAC, tức là cái phím để kích hoạt hệ thống đổ đèo DAC. Thì với khi kích hoạt cái phím này thì xe của các bạn sẽ tự động đổ đèo mà không cần bằng đạp phanh, để tránh cho chiếc xe của mình nó bị tăng tốc quá nhanh khi mà đổ dốc các bạn ha. Một tính năng rất an toàn, rất là tiện nghi, thì thường thấy trên những cái mẫu xe địa hình việt dã thôi các bạn. Và kế bên đây chính là hệ thống cân bằng điện tử VSC TATRC. Thì cái phím này sẽ được bật hoặc là tắt cái hệ thống an toàn này nhé các bạn. Đó chính là hệ thống cân bằng điện tử. Và tiếp theo ở đây thì mình sẽ có cổng cắm USB để nghe nhạc và cắm AUX ở đây, bố trí ở đây rất là thuận tiện. Và ở đây thì mình có cổng sạc 2V. Và tiếp theo đó chính là hộp số. Thì xe Toyota Hilux phiên bản mới này được trang bị hộp số tự động 6 cấp với chế độ lái thể thao S cộng S trừ ở đây các bạn nhé. Và cái cần số này được sơn màu đen bóng, rất ấn tượng, rất thể thao nhưng không kém phần sang trọng các bạn ạ. Và phía trên này là được bọc da, rất là theo mình cái mức độ hoàn thiện sản phẩm cũng như cái việc cầm nắm rất chắc tay và thoải mái các bạn. Kế bên hộp số thì mình sẽ có hai phím bấm ở đây, đó chính là phím Eco Mode và phím Power Mode. Thì với phím Eco Mode thì ở đây Đạt sẽ ấn thử, thì lúc này trên màn hình sẽ hiện là Eco. Thì lúc này xe của mình sẽ được vận hành ở chế độ tiết kiệm nhiên liệu nhé các bạn. Và khi Đạt ấn ở nút Power Mode thì lúc này trên màn hình hiển thị đăng tin sẽ hiện lên cái đèn báo Power Mode ở đây. Thì lúc đấy xe của mình sẽ được vận hành ở chế độ mạnh mẽ. Kế bên ở đây thì vẫn như thế hệ trước, thì Toyota Hilux có duy trì cái hộp làm mát nước ở đây nhé các bạn. Và ở dưới đây thì mình có cốp để đồ, cũng rất là rộng các bạn ha. Hiện tại Đạt đang ngồi ở hàng ghế sau. Tuy là một dòng xe bán tải thôi, tuy nhiên khi ngồi ở hàng ghế sau thì Đạt cảm giác nó rất là thoải mái, không có vẻ gì gò bó. Cái độ ngã lưng cũng tương đối là ok.
phần khoảng cách giữa đầu gối và hàng ghế phía trước cũng tương đối là rộng rãi nhé các bạn. Và ở đây có một điểm đặc biệt trên phiên bản Platinum này thì được trang bị cả cửa gió cho hệ thống điều hòa hàng ghế sau nha các bạn. Thì nó sẽ mang đến cái cảm giác ngồi rất là thoải mái và mát mẻ cho hành khách khi mà ngồi ở phía sau. Và đồng thời ở đây thì mình có luôn cả cái bệ tựa tay và đi kèm với hai cái bệ được để cốc ở đây nữa, thì nó sẽ rất là tiện nghi và không khác gì một cái mẫu xe sedan sang trọng nào hết nhé các bạn. Đồng thời có một chi tiết mới nữa là tại vì cái mẫu xe này là mẫu xe địa hình, nếu mà quý khách hàng đi abroad thì riêng hàng ghế sau của Toyota Hilux thì được trang bị cả hai cái tay nắm này, nó sẽ giúp quý khách hàng ngồi phía sau có cảm giác an tâm hơn, an toàn hơn khi mà sử dụng cái mẫu xe này để đi abroad. Đây chính là phần động cơ của chiếc Toyota Hilux. Thì ở phiên bản này sử dụng động cơ dầu 4 xi lanh có dung tích là 2.8 lít và động cơ này đạt công suất là 178 mã lực và đạt moment xoắn là 450 Nm. Thì động cơ này sử dụng công nghệ turbo intercooler. Thì với cái động cơ mới này nó sẽ mang tới một cái độ bền bỉ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu và rất là mạnh mẽ khi mà vận hành trên cái mẫu xe Toyota Hilux mới này nhé các bạn. Vừa rồi Đạt và quý khách hàng đã cùng nhau tìm hiểu chi tiết về mẫu xe Toyota Hilux phiên bản 2.8 Platinum. Thì Hilux không đơn thuần là một mẫu xe bán tải nữa, đó là một mẫu xe rất là tiện nghi với những cái trang thiết bị nội thất cũng như an toàn bậc nhất hiện nay. Đi kèm với đó là khả năng tiện dụng với khoang chứa đồ rất là rộng rãi, thoải mái đi chơi, đi phượt cùng gia đình cũng rất là ok, đi giao dịch làm ăn với đối tác cũng không kém phần sang trọng và đẳng cấp. Hiện tại mẫu xe Toyota Hilux này có giá bán công bố là 886 triệu cho phiên bản màu trắng ngọc trai và 876 triệu cho những màu khác. Thì giá bán trên là giá bán đã bao gồm 10% thuế VAT nhưng chưa bao gồm thuế trước bạ cũng như các khoản chi phí đăng ký ra biển số lăn bánh nhé các bạn. Thông tin chi tiết về các cái chương trình bán xe thì xin quý khách hàng và các bạn liên hệ trực tiếp với Đạt, số điện thoại của Đạt 0937 776 556 nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip review tiếp theo của Đạt Toyota. quên mất. Xin quý khách hàng và các bạn hãy ủng hộ Đạt bằng cách nhấn nút like và subscribe kênh YouTube của Đạt ở phía dưới này nhé các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip review tiếp theo nhé.